Quý đức tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã phân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thưa kính thưa sư minh hạnh, kính thưa đại đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay của mình tăng chân bộ em sẽ đặt cài giá tôi dịch tiền một phần trăm người. Người tới thắng, tôn giả của bản tên quanh chân. Thôi, tôi thử, tôi biết là tôi còn siêu và đại siêu để nhận nhận. Tôi tình ý tôi phải nhận tôi một bài học để thử tôi đòi giả luôn hay là kính nhận một đoạn để nhận. Dạ, nó một bức thầy nha. Dạ, con không thấy được cái tín hiệu của thần thiệt đẳng. Dạ, con kính thỉnh ý thiền tọa đẳng, con đọc bài học luôn rồi thỉnh thiền tọa linh giảng hay là thỉnh thiền tọa chánh nhập. Con kính thỉnh ý thiền tọa đẳng. Dạ, sa thú, con xin đọc kinh. Bài học hôm nay, phẩm người tới thắng, tôn giáo Basten, quanh gần tập. Bài học từ 1 đến 10, các vị tỷ kheo. 1. Trong các đệ tử tỷ kheo của ta, ưa thích học tập, tới thắng là Rahula. 2. Trong các vị đệ tử tỷ kheo của ta, xuất gia vì lòng tin, tới thắng là Ratthabala. 3. Trong các vị đệ tử tỷ kheo của ta, đầu tiên nhận sự ăn cơm, tới thắng là Kunadhana. 4. Trong các vị đệ tử tỷ kheo của ta, đầy đủ biện tài tối thắng là quanh ghi xa. 5. Trong các vị đệ tử tỷ kheo của ta, dễ mến toàn diện tối thắng là Upasena quanh gần ta bồ tát. 6. Trong các vị đệ tử tỷ kheo của ta, sẽ soạn chỗ ngồi chỗ nằm tối thắng là tập bát man la bồ tát. 7. Trong các vị đệ tử tỷ kheo của ta, được chư thiên ái mộ tối thắng là bin bi liền đa quốc cha. 8. Trong các vị đệ tử tỷ kheo của ta, có thắng trí mau lẹ tối thắng là bà Hiva Darupchia. 9. Trong các vị đệ tử tỷ kheo của ta, thuyết giảng phi diệu tối thắng là Kumana Kassapa. 10. Trong các đệ tử tỷ kheo của ta, đạt được vô ngại giải thì các tỷ kheo tối thắng là Mahakotika Kotita. Chúng con cũng thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay về tôn giả Upasena quanh gần tâm Phật tác. Cứu thầy ạ. Một bức thầy kính đại lễ chỉ tục đức thật chào tất cả quý phật tử. Chúng mình bắt đầu hôm nay ngày 13 tháng 3 chúng ta đổi giờ ở tại Hoa Kỳ và bởi vì đổi giờ nên chương trình có một chút xáo trộn cho một số chư tăng và phật tử tại Việt Nam
nhất là những vị chưa nhận được thông báo. Hiện giờ là 7:04, giống như ở Việt Nam thì hôm nay thưa quý vị, xin lỗi vì hiện giờ là 8:04. Ở Việt Nam chưa tăng và quý Phật tử sẽ phải vào lớp học sớm hơn 9:00 và ở tại Mỹ thì tính ra thì chúng ta vào trễ hơn, thì 7:30 thì cho vào 8:00. Nên khi nó có một chút hơi lấn cấn vì chúng ta làm việc mà chỉ tăng và phật tử ở khắp nơi, có những nơi đổi giờ, có những nơi không đổi giờ, và chúng ta làm theo giờ mùa hè, bắt đầu vào lúc 8:00 giờ Houston, thêm 7:30 và chỉ tăng ở Việt Nam thì bắt đầu sinh hoạt lúc 8:00 thì bị 8:30. Mỗi bên ở Mỹ thì trễ hơn một tiếng, trễ hơn nửa tiếng, mà bên Việt Nam thì sớm hơn nửa giờ, cho nên chúng ta sẽ gặp nhau được. Bây giờ thì bên chị Tâm Đức và thưa quý Phật tử, dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng đi vào bài giảng ngày hôm nay. Ở trong gia đình của Ngài Xá Lợi Phất, đặc biệt là bản thân của Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài có tên là Upatissa. Nhưng mà ở phía sau thì gọi là Sariputta, tức là con trai của bà Sari. Nhưng mà người em của Ngài ở đây là tôn giáo Upasena, là cái tên, nhưng mà nó là Vanggatapputta, là con trai của ông Vanggata. Vanggata là tên của thân phụ, cha của Ngài Xá Lợi Phất. Khi mà mình đọc, một bên là Sariputta, một bên là Vanggatapputta, thì bằng ngành tâm Phật thì chúng ta nghe như là rất xa lạ, nhưng mà thật ra đó là hai anh em ruột. Bạch Chi Tôn Đức và thưa Phật tử, Điều Bác Sê Nát, đặc biệt là ở trong thời niên thiếu, vì sinh ra trong một gia đình trí thức Bà La Môn, do đó Ngài học kinh Phệ Đà rất là sớm. Và khi lớn lên, sau khi Ngài Xá Lợi Phất là anh của Ngài Upasena thì xuất gia theo Đức Phật. Một thời gian thì Ngài Upasena cũng phát tâm tu theo Đức, tu theo Phật giáo. Câu chuyện về Ngài Upasena là một câu chuyện có nhiều cái
chi tiết tương đối khá đặc biệt. Ngày xuất gia trong giáo pháp được 2 năm, tức là 2 hạ, thì thời đó chưa có cái luật định là mình tu bao lâu mới nhận đệ tử. Nhưng mà ngài Upasena nổi tiếng đó, là một vị thuyết pháp rất hay, mặc dù mới xuất gia học một ít Phật pháp, nhưng mà cũng có học nhiều Phật pháp, nhưng mà ngài thuyết, ngài nói pháp rất hay, là vì bản thân của ngài trước khi xuất gia là một vị bà là một trí thức có biện tài. Nên khi ngài xuất gia được 2 năm thì cái số người mà phát tâm đi theo ngài rất là đông, và không phải chỉ theo để xem ngài như là một vị pháp sư, mà còn xin được xuất gia với ngài, mặc dù ngài mới có 2 hạ thôi. Và ngài đã cho những người đã xuất gia với tư cách là một vị thầy tế độ. Thưa quý vị, sau mùa an cư thì ngài đến gặp Đức Thế Tôn lần đầu tiên, rồi gặp đảnh lễ Đức Phật, thì Đức Phật hỏi thăm đi đường xa như thế nào, có mệt mỏi, có vất vả không. Rồi sau đó ngài hỏi thăm tất cả chư tỳ kheo, và đặc biệt ngài hỏi hữu Upasena hỏi tu bao lâu rồi. Tôi bạch Đức Thế Tôn, con đã tu được 2 mùa hạ ở trong đạo Chư Tăng Tính tuổi theo mùa an cư, thì một năm tu được mấy mùa an cư là mấy tuổi. Thưa quý vị, một vị tỳ kheo mà xuất gia được 2 năm á, tương đối là một vị tỳ kheo gọi là tân tọa tỳ kheo, là vị mới xuất gia. Thì Đức Phật quay sang hỏi, còn những tỳ kheo này là ai? Thì Upasena trả lời rằng, bạch Đức Thế Tôn, đó là đệ tử của con, chứ là con cho tu á. Thì thưa quý vị, lúc đó Đức Phật này khiển trách là mới xuất gia mà cho mới xuất gia được 2 năm và cho người khác thọ đại giới là điều không có nên. Và do vậy Đức Phật ngài đã ban hành điều luật là một người mà muốn cho người khác tu đó là ít nhất phải có 10 năm thọ đại giới, tức là có 10 mùa, có 10 hạ thì mới là thầy, gọi là thầy tế độ, thầy truyền giới được. Thưa quý vị, khi Đức Phật dạy như vậy và ngài ban hành luật như vậy rồi, tôn giáo Upasena nghi đêm đó đập. Và vị này cũng sau khi đắc quả là
hướng dẫn. Nhưng mà có nhiều vị trụ trì hay có nhiều vị thầy nói về đệ tử không nghe, hay là Phật tử không nghe. Nhưng mà có những người lại có khả năng nói về những người khác, những đệ tử đều nghe mình. Chứ thì ở trong chùa biết là có những vị pháp sư học rất là nhiều, chư pháp rất là giỏi, nhưng mà dạy đệ tử không được. Dạy đệ tử thì nói đệ tử không nghe. Nhưng mà cũng có những vị học ít, không phải là nổi tiếng về Phật pháp, nhưng mà nói thì đệ tử nghe. Ở trong danh từ bên nhà chùa mà của bên Phật giáo Bắc truyền thì họ gọi là khả năng độ chúng, chúng ta gọi tạm gọi cái khả năng nhiếp hóa đệ tử, làm sao đệ tử họ thương, làm sao đệ tử họ quý, họ trọng. Lấy ví dụ như là ngài Upasena có 500 vị tỳ kheo đệ tử, và ngài khuyến khích những vị này tu tập hạnh đô đà, sống như cội cây, mặc y phấn tảo, ăn chỉ một bữa thôi, vân vân. Nhưng mà những vị khác thì khi mà hướng dẫn như vậy thì cũng có những vị làm, có những vị không làm. Nhưng mà ngài Upasena bên cạnh tập Phật tháp, chỉ khi hướng dẫn như vậy thì tất cả những vị tỳ kheo đệ tử đều thực hành, và thực hành một cách rất là chí hữu, rất là tốt. Do đó ngài gọi là đệ nhất về Samanta Pasadika. Samanta Pasadika nghĩa là cái khả năng nhiếp hóa, khả năng thu phục, khả năng để khiến cho những người đệ tử vâng lời, làm theo những gì mà hướng dẫn. Đó là khả năng gọi là Samanta Pasadika. Thưa quý vị, trường hợp rất là đặc biệt là Đức Phật để thỉnh nổi cốt thời gian ngày sống ở những nơi biệt lập. Giống như trường hợp
ta gọi là nhập thất bia. Có khi là 3 tháng khi là tuần lễ. Thì tu vi Ananda thị giả của ngài hay là những người đệ tử khác, nhất là những người đàn tính Phật tử, mang thực phẩm đến cúng dường và nhờ vị thị giả mang vào cho Đức Phật. Và Đức Phật ngài sống hoàn toàn độc cư, không có những sinh hoạt như là tiếp xúc hay là để cho tỳ kheo hay là các những người xuất gia hay những vị cư sĩ đến diện kiến. Thì có một lần Đức Thế Tôn này nhập thất như vậy, thì tôn giáo Upasena đi đến và không biết rằng Đức Thế Tôn đang nhập thất. Và khi biết thì tôn giáo Upasena định rời để nó ra đi. Và Đức Phật ngài từ ở trong nơi nhập thất thì biết gì vậy, mình mới gọi vị thị giả. Ngài nói rằng Upasena có thể gặp ngài. Là vì sao này ngài lại ban hành một điều luật là trong lúc Đức Phật nhập thất, riêng về những vị tỳ kheo hạnh đầu đà thì có thể gặp được ngài. Và điều đó trở thành một điều được ghi trong tạng luật. Và chúng ta cũng được biết được ở trong kinh ghi lại nhất là trong Trưởng Lão Đăng Kệ, nhiều kệ ngôn mà do ngài Upasena và Ngăn Tập Bức Tát, ngài nổi tiếng là biện tài. Đây là những bài thi kệ rất là đặc biệt và được vị xem là một vị giỏi về sử dụng ngôn ngữ. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong kinh, nếu quý vị nào đọc Tư Bộ Kinh tập 4 ghi lại sự ra đi hay là viên tịch của ngài, sự viên tịch rất đặc biệt. Lúc đó ngài và người anh ruột tức là Tôn giả Xá Lợi Phất đang ở tại vương xá ở trong cái rừng gọi là Sitavana. Và lúc đó có một con rắn rất từ ở trong hang động đá, mà nó rất từ trên rất xuống, rất trúng này và cắn này. Trong kinh có ghi lại là những bậc mà giải thoát hoàn toàn á, dĩ nhiên là đoạn tận phiền não, thì các ngài rất là bình thản, không có sợ hãi cái chết, thì chuyện đó là bình thường. Nhưng mà đặc biệt là khi mà các ngài viên tịch
các ngài viên tịch có chánh niệm là biết rõ cái chết nó đến, cho dù là bị một tai nạn, hay là bị một cái chuyện gì đó, nó gọi là bất ngờ. Chúng ta đọc ở trong kinh thấy có những trường hợp mà chuyên bị đệ tử Phật trước khi viên tịch Niết Bàn đến đảnh lễ Đức Phật để xin phép để viên tịch. Điều này nó rất là khác biệt với người bình thường của chúng ta. Khi mà mình chết đi mà những cái chết bất đắc kỳ tử, chết cái chết bất ngờ, thì mình không có chuẩn bị tâm lý, đôi khi mình hoảng hốt. Nhưng mà chỉ vì A-la-hán các vị hoàn toàn giải thoát thì các ngài có cách biên tịch, có chánh niệm và biết rõ là mình sẽ phải biên tịch. Thì trong trường hợp này, tôi và Upasena bị con rắn cắn, và khi bị rắn cắn thì biết là đó là con rắn độc. Và ngài mới nói với ngài Xá Lợi Phất và các vị tỳ kheo hoan hỷ mang ngài ra khỏi hang động để bên ngoài. Tại vì ngài sẽ biên tịch và thân xác của ngài nó sẽ bị phân hủy với cái nọc độc cực kỳ độc, cực độc của rắn. Thì thưa quý vị, lúc đó ngài Xá Lợi Phất ngài mới nhìn tôn giả Văn Upasena, ngài nói rằng này hiền giả, các căn của hiền giả vẫn bình thường, không có bị biến ngoại. Thì thứ vị ngài Upasena trả lời rằng đã lâu rồi tôi không có nghĩ rằng tôi là mắt, con mắt là của tôi là tai, tai là của tôi là mũi, mũi là của tôi là ý, ý là của tôi. Do đó các căn không có đổi khác. Và đã lâu rồi tôn giả Upasena nói với ngài Xá Lợi Phất là ngài đã đoạn rồi ngã kiến, ngã sở kiến và ngã mạng tùy miên. Thưa quý vị, lúc đó những vị tỳ kheo mới khiêng tôn giả Upasena ra ngoài khỏi hang động. Và lúc đó ngài biết tịch ở trong kinh diễn tả rồi, khi ngài biết tịch rồi thì cái thân của ngài nó bị phân hủy như là một nấm rôm mà
lắm mà nó bị héo vậy. Tại vì cái độc của rắn là kích lại cái độc. Chứ tôi không biết là rắn là rắn gì, nhưng mà có đọc một cái câu chuyện ở tại bị rắn độc ở tại Phi Châu, có loài rắn cứng độc như vậy. Thì cắn vào người và chết rất là nhanh chóng. Và chẳng nhiên chết nhanh chóng mà sau đó cơ thể nó giống như là bị phân hủy. Thì có lẽ là người Ubasena bị cái bị loài rắn cả. Ở đây thưa quý vị, cái giai thoại mà ngài Ubasena viên tịch rất là ngắn lắm, ghi là chưa tới một trang giấy, nhưng mà trong đó có những điều chứa đựng rất đặc biệt. Đó là hai vị là cùng cha cùng mẹ, anh em ruột với nhau. Nhưng mà sự đối thoại nó không nghe không giống như anh em ruột hết. Và cái đặc biệt là một vị A-la-hán khi gặp bị cô rắn cắn, và rắn cắn chí mạng, gặp như chúng ta thì phản ứng hay là la làng lên, nhưng mà không. Và khi được hỏi thì người trả lời một cách rất là đạo vị, rất là giải thoát. Và cái đến đi của ngài rất là nhẹ nhàng lắm, nhẹ nhàng đến nỗi mà như là một căn kinh. Đơn giản, cuộc sống của chúng ta thường thường nó mang nhiều kịch tính. Dạ quý vị, quan hệ chờ trong chút xíu. Dạ. Dạ xin lỗi quý thưa. Trong câu chuyện mà ngài Ubasena viên tịch, nếu quý vị nào mà quen đọc những câu chuyện thiền của Trung Hoa hay của Ấn Độ, cái cách phản ứng ngôn từ mà có vẻ hơi khác đời của các vị thiền sư của những bậc đạt đạo, thì có lẽ đây là một câu chuyện gần nhất. Chư Tăng ở trong một cái động đá, đây là động đá rất là lớn, và tôn giả Ubasena và tôn giả Sa Lợi Phất là hai anh em ruột, đều là những vị giải thoát hoàn toàn. Nhưng mà khi ngài bị con rắn nhỏ rớt vào trong người của ngài thì ngài không có nói đâu, ngài có phản ứng. Và ngài biết là bị rắn cắn, và ngài biết là cái độc là một chất kịch độc, và do sự kịch độc đó ngài sẽ viên tịch. Nhưng ngài chỉ nói nhẹ nhàng rằng xin mang ngài ra, xin mang thiên cái giường ngài ra ngoài trời. Và khi ngài sắp phải khỏi, tại vì nó khiên xuyên ngầm trời, ngài sẽ biên tịch ngoài trời, thì ngài sẽ là phức tạp rằng các căn của tôn giả không thay đổi. Các căn không thay đổi tức là một cái danh từ ở trong kinh
chỉ cho cái sự điềm đạm thanh thản nhẹ nhàng thường diễn tả các vị a la hán là các căn thanh tịnh, và các căn thanh tịnh là cái tâm bất động. Khi một vị đã không phiền não, con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý rất là nhẹ nhàng. Ngay cả đối với sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, ngay cả khi đối chuyện với những hiểm nguy, những cái phiền não cũng tương tự như vậy. Và ở trong trường học này, tôn giả Upasena còn nói thêm nữa là đối với bản thân của Ngài lâu rồi không có chắc là mắt là ta, mắt là của ta, là tự ngã của ta. Chúng ta gọi là ngã chấp kiến, ngã sở chấp kiến và bạn tùy biên. Thì do vì các căn không thể thay đổi được, một cách khác đó là cái ngôn từ của vị giải thoát. Ở đây chúng ta dành ít giờ để nói về ngã chấp kiến. Ví dụ như là mình soi gương, mình thấy mặt mày mình, ồ mình đẹp thiệt, hay mình ăn mặc cái gì mình cảm thấy mình vui vì cái chuyện của mình được, cái đó gọi là ngã chấp kiến, chấp vào cái tôi, cái ta, trở chấp kiến, tức là chấp lòng của ta. Đây là cái điện thoại của mình, đây là xe của mình, đây là học vị của mình, đây là địa vị của mình, cái gì của mình, tiếp thu về tài sản đó là của mình. Và bạn tùy biên, đây là tự ngã của ta. Cái bạn tùy biên nó có tất cả là so sánh giữa mình và những người khác. Mình cảm thấy rằng mình hay hơn người khác, mình giỏi hơn người khác, mình đẹp hơn người khác, so sánh giữa người này với người kia gọi là bạn tùy biên. Thì một vị mà hoàn toàn giải thoát là bị hoàn toàn không có ba cái chấp thủ đó. Nhưng mà nếu mà mình chấp thủ á, nếu mình chia thoát thì luôn luôn có chấp thủ là đây là ta, đây là của ta, đây là tự ngã của ta. Và điều đó đó mới được thể hiện ra một cách rất là rõ ràng. Khi một người sắp chết, lúc người sắp chết thì rõ ràng là muôn việc đều đương mấy tất hơi, hơi vừa dứt việc đời cũng dứt. Khi mình chết đi thì thật ra không mang được cái gì, nhưng trong giây phút đó thì mình mới nghĩ đến đây là tài sản của mình, con cái của mình, đây là mình, tôi là như vậy. Thậm chí cái nhiều khi quý vị thấy mình nghe có những vị là chết đừng có thiêu là nóng, hay chết là chôn nó ngọt. Hoặc giả là có người mình muốn thế này muốn thế kia, nhiều lúc mình lại muốn chết rồi đừng có làm đám tang, chết rồi đem thiêu sông rắc với biển. Khi mình nghĩ như vậy là đem sao cho mình chết một cách có phong độ, có phong độ giản dị, thì cái đó nó cũng là một thứ phiền não. Mình làm thế nào mà mình chết đừng bận tâm mới là tốt. Mà mình nghĩ mình chết phải thế này, dù là thiêu hay là đốt hay là bỏ để đổ xuống biển mà vẫn thiệt, nó đều là một sự quan tâm đó. Nó có tất cả là tại sao nó phải thế này, phải thế kia. Thì cái ngã sở mạng tùy biên đó, nó cái liên hệ đến cái tôi, cái ta. Chúng tôi nghe câu chuyện mà chúng tôi có nhắc lại hàng trăm lần. Đức Phật Ngài hỏi chư tỳ kheo, có những người họ gom những cái lá trong sân chùa, họ đem đổ xuống hố rác, hay là họ đem đốt đi, thì các con có phiền muộn không? Bây giờ không. Tại sao vậy?
là tại vì con chưa bao giờ nghĩ rằng à, nó phải là ta, phải của ta, phải là tự ngã của ta. Thì Đức Phật nói đúng như vậy. Nếu vị nào khéo quan sát thấy được là trong cái thân tứ đại giả hộp này đối năm uẩn, không nên thấy rằng đó là của ta, đó là ta, tự ngã của ta, thì được tự tại, được giải thoát. Nó không đơn giản để chúng ta có một hình dung về cái sự ra đi của vị A-la-hán. Bậc Thánh đã hoàn toàn giải thoát, nên đi tự tại với cõi đời này, không để lại dấu tích. Nhưng ổng trời rơi áo, ổng trời ở đây đó là một loài sống ở trong nước, bơi trong nước, nhưng có khả năng bay rất xa. Và thưa quý vị, và khi nó bay trên hư không, không để lại dấu vết, giống như một vị đã hoàn toàn giải thoát, đến đi cuộc đời này không để lại dấu vết, nhưng ổng trời rời ao. Bởi vì sao? Bởi vì đó không chấp, đây là ta thì của ta, thì tự ngã của ta. Hình ảnh sự ra đi của người Upasena không phải là dễ dàng để chúng ta phải cảm nhận được, tại vì đó là hình ảnh của sự vượt thoát, giải thoát hoàn toàn. Bạch Chi Tôn Đức và thưa quý Phật tử, lẽ ra thì chúng tôi còn nói thêm một chút, nhưng mà vì hôm nay ở chùa có cái duyên sự đặc biệt là có một số các vị tùng đức đến chùa để chú nguyện cho cái thư viện của chùa. Do vì xin quý Phật tử hoan hỷ, chúng ta hoan hỷ giúp cho khoảng chừng 10 phút để ra bên ngoài gặp quý ngài, xong rồi thì sẽ vào đây sự tiếp tục. Bây giờ thì xin dứt lời tại đây. Không biết là Thượng tọa Hóa Tân có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Hóa Tân có mặt trước máy, vậy vâng, Thượng tọa Hóa Tân quan hỷ dứt góp lời cho khoảng 10 phút. Và ở trong cuộc thảo luận đầu tiên này, xin được thỉnh Thượng tọa Hóa Tân quan hỷ nói về một điểm là một vị đi xuất gia, mình tu là chuyện khó rồi, nhưng mà mình nhiếp khóa hội chúng, nhiếp khóa đồ chúng, tức là những người sống trong mình hướng dẫn họ, nó khó đến mức độ nào, thì xin thỉnh thì tôi hợp tôi quan nghĩ giảng cho điều này cái thêm thứ thôi. Dạ, quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Qua cái câu hỏi của Thượng tọa để tiếp lời Thượng tọa Giác Đẳng, thì chúng tôi xin có vài cái điểm để chia sẻ dựa theo cái câu hỏi của Thượng tọa. Có lẽ là Thượng tọa bị bận công việc. Một quý nữa là trong các vị trong MC của chúng ta có thể cũng chưa tăng vào thêm cho đến giờ này, thì chúng tôi thấy ngoài Thượng tọa Giác Đẳng thì chỉ có chúng tôi thôi, chứ không có vị nào giảng sư nữa hết á. Cho nên là các vị cố gắng liên hệ các vị giảng sư để thỉnh vào cùng thảo luận.
trở lại với Nam Mô Buddhaya. Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sankhaya. Kính đảnh lễ sư phụ đức, kính chào đại chúng và thân sinh. Bây giờ đó thì chúng tôi xin được chia sẻ ở đây đó thì cái bài học hôm nay nói về cái sự nhất khóa, cũng như là nói đến cái đặc hạnh đệ tử của Đức Phật. Như vậy thì khi mình nói đến cái sự nhất quá, có nghĩa là được mọi người quy phục, được mọi người vâng theo, nghe lời theo. Trong đời sống này đó thì riêng chúng tôi cũng thấy đó, có những vị đó thì cũng rất là lỗi lạc. Lỗi lạc ở đây là các vị giỏi về pháp học và giỏi về pháp hành, nhưng mà cũng không có những vị đệ tử nhiều. Nhưng mà có những vị thì chúng ta thấy ở mức độ bình thường thôi, tức là về cái công đức tu hành thì cũng bình thường. Rồi cái việc mà giới hạnh thì cũng là bình thường, nó không có cái gì mà đặc biệt lắm. Nhưng mà vì đó lại có cái số đệ tử rất là nhiều, những người. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng trong đời sống này đó thì nó phải có một cái duyên cái gì, cái duyên rất là lớn. Như chúng ta để ý một điều đó là Đức Phật của chúng ta đã có hàng thánh đệ tử xuất gia cũng như là cư sĩ rất là đông. Thì Đức Phật, để mình lấy cái hình ảnh của Đức Phật đó, mình chiêm nghiệm hoặc là mình suy gẫm, thì mình thấy là Đức Phật của chúng ta đó có nhiều những hàng cư sĩ, nhiều những cái bậc xuất gia, và mỗi một vị nó có một, mỗi một vị có một cái công hạnh riêng, công hạnh riêng. Và chúng ta biết là trong kinh Đức Phật có thể nói rằng cái lúc mà ở cái thời điểm mà Đức Phật ngày đại hội thánh tăng thì cũng đã có 1250 vị rồi. Như vậy thì các bậc xuất gia thời điểm đó cũng đã tương đối đông rồi, nhưng mà cũng chưa phải là cuối cùng đâu, rất là nhiều. Còn hàng cư sĩ thì chúng ta thấy là cũng rất là nhiều, rất là nhiều. Từ ở vua chúa tôi, chúng tôi nhớ không lầm là vua Ba Tư Nặc, vua Bình Sa Dương, rồi những vị dương tôn công tử khác nữa rất là nhiều. Rồi những vị quan đại thần Vatsakara đồ chẳng hạn, rồi những cái cô tiểu thơ đài cát, rồi những cái người trong hoàng tộc và những người phụ nữ trong hoàng tộc cũng quy ngưỡng Đức Phật rất là nhiều. Và cho đến những cái người mà bình dân nhất cũng có mặt, là những người đệ tử của Đức Phật. Chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta thấy rằng cái công hạnh của Đức Phật rất là lớn. Sở dĩ mà được như vậy đó thì chúng tôi là nghĩ rằng trước tiên là phải nói cái yếu tố, phải là do cái duyên. Cái duyên, ví dụ như chúng ta đọc ở trong Chataka, tức là bổn sanh bổn sự đó, thì chúng ta sẽ thấy là tiền kiếp Đức Phật của chúng ta cũng như là các vị thánh đệ tử của Đức Phật đó, thì những vị này đó là có những cái túc duyên từ thời quá khứ. Tức là nếu mà Đức Phật là một cái vị vua thì những cái vị này là những cái vị quan dưới triều, dưới trướng của vị vua mà tiền kiếp của Đức Phật. Rồi hoặc là Đức Phật của chúng ta, Đức Bồ Tát của chúng ta đó, tiền kiếp là một cái người hiền triết, như hiền triết, thì những cái người đệ tử của Đức Phật ít ra là những cái người học trò, những cái người mà đi theo, dù là học nghề hay là học chữ hay là học đạo đức. Nếu mà Đức Phật là một vị đạo sư, tức là một cái vị tu
sĩ đó, thì những vị đó là những người đệ tử của Đức Phật. Và cho đến khi mà Đức Phật Ngài ra đời đó, thì có những vị họ ra đời trước Đức Phật. Nếu mà tính tuổi đời đó thì tuổi rất là cao. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ngày Con Đanh Nhá là ngày Kiều Trần Như đó. Dạ. Thì ngày mà lúc mà Đức Bồ Tát ngày mới ra đời thì Con Đanh Nhá lúc đó là cái tuổi cũng khoảng là 30 mấy tuổi rồi. Mặc dù là nhỏ hơn 5 vị kia, nhỏ tuổi hơn 5 vị đạo sĩ, 4 vị đạo sĩ còn lại. Nhưng mà những vị đạo sĩ, 8 vị đạo sĩ còn lại, 7 vị đạo sĩ còn lại đó, thì nhưng mà cái tuổi đời lúc đó cũng đã cao rồi, cũng đã lớn tuổi chứ không phải là tuổi nhỏ ngang với Đức Phật, ngang Đức Phật. Có một số người như là chúng tôi nhớ là không lầm là vua Basenadi là ngang tuổi với Đức Phật á, ngang tuổi, tức là nếu mình nói ở tuổi đời thì ở đây á, trước khi Đức Phật ngài, Đức Bồ Tát ngài giáng sanh ở cõi trời Đấu Xuất đó, thì có những vị ra đời trước Đức Phật, có những vị ra đời sau Đức Phật, hoặc là có những vị đương thời với Đức Phật, ra đời cùng thời Đức Phật. Thì như vậy là khi mà Đức Phật ngài phát nguyện trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác á, thì những người này á, là phát nguyện sẽ trở thành một bậc tinh văn. Vì ở trong những cái tiền kiếp trước đó, thì ít ra những người này cũng đã là những người, những vị đệ thánh đệ tử của Đức Phật, những vị đệ tử của Đức Phật đó, thì phải nói là đã từng là một cái người có túc duyên với Đức Phật rồi. Cho nên là họ đã từng làm việc chung, họ đã từng học hiểu, thọ hành, rồi dâng lời theo. Nó là cái túc duyên rồi. Cái duyên đó là do mình vun trồng, vun trồng rất là nhiều. Cho nên là cái duyên trong cái cuộc đời này nó có những cái mối tương duyên, có những cái mối tương duyên, và từ những cái tương duyên người ta gọi là có thể nói rằng đó là một cái thuận dòng á, cái thuận dòng. Một người mà có một cái thiện nghiệp, cái duyên của đạo, cái thiện nghiệp, thì đồng thời là cái người đó có duyên với đạo đức, với những Phật, với Phật pháp, thì cái người đó họ sẽ gặp được Phật pháp nha, họ sẽ gặp được Phật pháp. Thí dụ như chúng ta thấy rằng Ô Ba Cá là một cái vị du sĩ, khi mà đi ngược đường với Đức Phật thì hỏi Đức Phật qua những điều, hỏi cái này cái kia về thầy, rồi cái việc chứng ngộ rồi này kia, thầy của Sa Môn Gotama là ai, rồi chứng ngộ cái gì, làm cái gì đó, hỏi ba điều bốn chuyện, hỏi cho đã rồi ông bỏ ông đi luôn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng những người mà có duyên đó, những cái người có duyên đó, cái người đó đó họ tìm đến với Đức Phật, hoặc là nhiều khi Đức Phật biết cái vị này hữu duyên rồi đó, thì Đức Phật tự động tới đến để đó tới độ. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ngài Vô Não, tức là Akulimala đó, là một cái người sát nhân, là một người sát nhân, tức là đang trên con đường truy tìm những cái người để mà giết những người còn lại, giết để cho đủ cái số lượng cái ngón tay đó, cái ngón tay để mà kết thành cái tràn hoa. Rượt mẹ mình á, trên đường rượt mẹ mình á, thì lại Đức Phật ngài biết được là Vô Não sẽ được có cái duyên lành, và Đức Phật ngài xuất hiện có mặt liền. Thì khi mà rượt ông đang rượt mẹ ông thì ông lại gặp Đức Phật, cho nên là ông chuyển hướng, ông rượt Đức Phật, tức là ông rượt theo Đức Phật để mà chặt cho được ngón tay. Ông rượt hoài, Đức Phật ngài dùng cái thần thông đó, tức là ông có rượt hoài nhưng mà rượt không có kịp. Cuối cùng thì ông nói, ông kêu Đức Phật là Sa Môn Gotama, ông hãy dừng lại đi, ông hãy dừng lại đi. Thì Đức Phật ngài mới nói rằng là này Akulimala, Như Lai đã dừng từ lâu rồi, còn ngươi đó thì chưa có dừng, ngươi chưa có dừng. Thì điều này nó với một cái nghĩa đen và một cái nghĩa bóng thì nó khác nhau.
ông ta thì cứ nghĩ là nghĩa đen, Đức Phật không dừng lại, còn ông thì chạy, ông ta thì chạy rất là nhiều, tức là Ankulimala chạy rất là nhiều, nhưng mà chạy mãi cũng không có kịp với Đức Phật. Cuối cùng thì Đức Phật ngài nói là ta, là nói ta dừng lại là ác nghiệp ta đã không còn tạo tác nữa, cái nghiệp ta không còn tạo tác nữa, còn ngươi chưa dừng lại có nghĩa là ác nghiệp của ngươi còn đang tạo tác, chưa dừng lại là ở chỗ đó. Thì sau đó thì Đức Phật ngài mới tiếp độ Ankulimala luôn. Thì chúng tôi nghĩ rằng ở trên đời này đó, trước tiên đó là chúng ta đến với nhau, chúng ta gặp mặt nhau, có những người đó thì gặp mặt nhau thì không có ưa nhau rồi, mặc dù người ta chưa nói nhau rồi, chưa nói câu nào, chứ đừng có nói chuyện mà sống chung rồi làm việc chung rồi tất cả những cái sinh hoạt ở trong cái đời sống này mà gọi là không có duyên thì không có. Cho nên là cái điều mà có duyên đó đó, nó phải nói rằng cái đời trước, ví dụ như chúng ta thấy rằng có khi đó là có người gặp mặt nhau đó thì họ mới lần đầu thôi, họ đã cảm mến với nhau rồi, nhưng mà có những người gặp mặt nhau thì nó trở thành một cái gì đó nó xa lạ, hoặc là ít ra cũng ghét cay là ghét đắng, ví dụ vậy là quan trái. Ví dụ thì ở đây đó, trước tiên đó là phải có cái điều kiện mà chúng tôi nghĩ rằng đó là cái duyên, cái duyên nó rất là quan trọng. Nếu mà đã có cái duyên rồi đó thì nó tự nhiên thôi, tự nhiên là tự động mình thấy cái người đó họ đến đó, họ có nhiều cái hồi chúng họ đến với cái người đó, nhưng mà ai nói thì họ cũng không nghe. Ở đây không phải là họ độc tôn hay là họ thần tượng hóa đâu, nhưng mà sự thật ra là nó phải có cái duyên. Mặc dù là cái người đó cũng bình thường thôi, nó không có cái gì nổi trội, nhưng mà vị đó phải nói rằng có được cái độ chúng rất là đông, tức là có cái duyên. Mình đã có cái duyên có qua và có lại đó, ý chúng tôi muốn nói. Ít ra thì ở trong kinh có nói đến cái bốn cái nhiếp pháp đó quý vị. Nếu mà mình nói cái yếu tố thứ hai đó là cái yếu tố ở hiện tại, mà cái yếu tố hiện tại đó là cái bốn cái gọi là bốn pháp nhiếp đó, trong kinh gọi là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự đó, tức là bốn cái pháp nhiếp. Trước tiên đó là cái người ta có một cái việc gì đó thì họ sẽ họ chia sẻ với những cái điều khốn khổ khốn cùng của người khác, tức là họ bố thí, họ cúng dường, họ chia sẻ, họ đem vật của ra. Ví dụ như người ta nói rằng ngày xưa ở bên Trung Hoa đó là có những cái người nghĩa hiệp đó, tức là họ chiêu hiền đại sĩ. Chiêu hiền đại sĩ tức là họ có được cái tiền của, họ có được cái tiền của vật chất ấy, thì họ tự động họ bỏ ra những cái tiền của vật chất đó để trữ gạo, trữ lúa, rồi họ mời những cái người hiền sĩ đến, những cái người có cái tâm huyết đối với đất nước, đối với triều đình, thì tự động họ chiêu hiền đại sĩ, họ tiếp rước những cái người đó. Người đó họ là văn giỏi hay là võ giỏi gì đó, họ có được những cái sở trường đó, cho nên cái người này biết được người này là chiêu hiền đại sĩ. Thì ở đây chúng tôi muốn nói cái pháp nhiếp mà Đức Phật ngài nói đó, tức là trước nhiên là phải có cái sự bố thí, cái sự chia sẻ của mình đối với những người khác. Mình có bố thí, có chia sẻ, đem đến cái lợi ích cho người khác á, thì cái đó nó mới thật sự là một trong những cái pháp nhiếp để cho người ta mến phục mình. Cái thứ hai nữa là ái ngữ. Dù gì đi nữa thì cái lời nói nhẹ nhàng, cái lời nói dịu dàng đó, nó trở thành lọt vào trong tai để cho người khác có thể là dễ dàng nghe hơn, cũng là một cái sự việc đó. Nhưng mà cái cách nói của mình, cái cách nói của mình, một người mà nói thô lỗ, nói cục cằn, nói ngắn ngủi đó, hoặc là nói những dụng từ, cái âm điệu nghe nó, hay là cái âm điệu hoặc là cái chất giọng của mình nó trở thành một cái gì đó nó không lọt vào tai của người khác, thì nó cũng khó bao giờ người ta nghe. Nhưng mà trong kinh Đức Phật ngài gọi đó là mình có cái lời nói ái ngữ, tức là nói những lời dịu ngọt,
không phải là nói nịnh bợ, mà cũng không phải là nói ngọt giống như người ta nói là ngọt, ngọt mặt chết rồi, không phải. Mà ở đây đó là nói những cái lời nó nhẹ nhàng, thanh tao. Trong Phật Pháp có nói như vậy, trong Phật Pháp thì trong Kinh chúng ta được biết như vậy. Lợi hành tức là mình làm những cái pháp lợi cho người khác được, mình đem đến cái lợi cho người khác được. Lợi ở đây không phải chỉ lợi cho phương diện vật chất không. Ví dụ như là mình biết được những cái gì, cái nghề nghiệp gì mà hái ra tiền, cái nghiệp nghề nghiệp chân chánh gì mà hái ra tiền, thì mình hướng dẫn cho người khác có được những cái điều cái lợi lợi đó. Hoặc lợi gì là từ ở một cái đời sống tinh thần mà họ muốn hướng về với Phật Pháp, họ muốn hướng với những điều thiện, thì mình hướng dẫn cho họ những điều thiện, thì họ, mình làm lợi ích cho họ, làm lợi ích cho họ. Và cái điều thứ tư nữa là điều mà chúng ta cần phải làm, đó là đồng sự. Đồng sự là sao? Thí dụ như mà mình làm được điều thiện thì mình hướng dẫn người ta cùng làm, mình chia sẻ với người ta rồi mình cùng làm với người ta. Chỉ có những người mà gắn bó chung với công việc với người ta thì mình mới có thể có được cái sự cảm thông từ người khác được, và mình có thể chia sẻ và cảm thông với những người khác. Giống như những người mà từ trong cái mảnh đời khổ mà ngày nay họ được giàu lên ấy, thì họ mới có thể cảm thông được những cái người mà ở trong cái đời sống khốn khổ trước đây. Cho nên họ có thể là chia sẻ khi mà họ khấm khá lên rồi, họ có một cái của ăn của để rồi, thì họ mới có thể chia sẻ với những người khác được. Ý chúng tôi muốn nói tức là họ đã sống ở trong một cái hoàn cảnh đó, bây giờ họ có thể dễ dàng cảm thông và chia sẻ với cái hoàn cảnh mà họ đang, cái người khác họ đang gặp phải. Cho nên đồng sự ở đây đó là mình cùng chia sẻ với người khác và cùng làm những việc khác. Nếu mình là một người tu thì mình hướng dẫn những cái người khác tu, những cái người khác biết hướng thiện, người cư sĩ biết hướng, làm những cái điều đó là những điều hướng thiện, đồng sự với những người khác. Bậc xuất gia đó thì cũng là làm những cái điều đồng sự, tức là mình làm sao để cho người khác lợi ích tiến bộ và mình cùng đồng làm như vậy. Thì ở đây đó chúng tôi nói ở trong hiện tại thì những cái pháp đó là những cái pháp mà làm có thể là giúp cho người khác. Nhưng mà cái yếu tố mà sâu xa hơn nữa đó, thì chúng tôi phải nói rằng cái đó nó mới là cái yếu tố quan trọng, tức là cái duyên mà mình đã gieo từ trước. Bây giờ con không biết là Thượng Tọa Giác Đẳng đã có mặt lại trước máy chưa? Quý vị có thấy Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại trước máy chưa gì? Dạ, bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Sao thú kính thưa Thượng Tọa Pháp Tăng, thật sự thưa quý vị vừa mới trở lại trước máy. Do vậy có lẽ xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng hoan hỷ nói thêm một điểm là để trong khi chờ đợi đi soạn câu trắc nghiệm cho quý Phật tử. Bạch Thượng Tọa Pháp Tăng là tất cả chúng ta khi nghĩ về cái chết thì chúng ta không muốn suy nghĩ nhiều. Cái chết nó đến với chúng ta, mà mặc dù trong lòng mình đều biết là ai cũng phải chết, nhưng mà rồi phải chăng là cho dù cái người có vô tư cách mấy, nhưng mà khi mạng sống bị đe dọa và cái chết sắp đến thì phần đông chúng sinh đều có cái tâm hoảng sợ, có đúng như vậy không? Xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng hoan hỷ trở lại. Dạ, quý vị có nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Cái mạng sống của chúng ta đó thì
ở đây đó thì chúng tôi nghĩ rằng là cái mạng sống của mình, của chúng ta đó, thì cái mình học ở trong kinh, mình đọc ở trong kinh rồi mình cũng cảm nhận được ở trong cái đời sống này thì quả thật rằng trước sớm muộn gì chúng ta cũng phải có lần chết thôi. Dạ, có lần mà để chúng ta chết thôi. Một trong những cái điều mà chúng ta không có thể biết trước được cái thời điểm nào chúng ta chết, không biết chắc được. Ngay cả những cái người mà nằm ở trên giường đó, bệnh mà nhất sanh thập tử, có nghĩa là một phần sống chỉ có một phần sống thôi và 10% chết. Như vậy thì cái chết đó, đó mà nếu nói là trong ngày hôm nay chết cũng chưa chắc là biết rằng cái giờ nào mình chết. Đó là cái điều mà ở trong chú giải có nói rằng một trong những cái điều mà chúng ta không thể biết trước được, không biết trước được. Và thật sự ra thì cái người phàm phu của mình đối diện trước sự chết thì quý vị biết rằng nếu như chúng ta không có quân tập, quân tu, cái người chúng tôi nghĩ rằng cái người mà anh hùng, cái người mà anh hùng ra chiến trận mà họ đối diện trước sự chết, mà họ đương đầu với sự chết mà họ không có khiếp sợ thì xin nói quý vị là gì, họ ở đây nói không có khiếp sợ là gì, là họ nói là họ nghĩ rằng có một cái gì đó để họ hy sinh, vì đất nước, vì quê hương, vì dân tộc, hay vì một cái gì đó mà họ có thể hy sinh, cho nên họ lao thẳng vào trong cái, sẵn sàng xông pha vào trong trận mạc để họ chấp nhận cái chết. Họ nói là họ không sợ chết, thì sự thật ra là cái trước đó thì họ không sợ chết, nhưng mà nếu một người bình thường mà đối diện trước sự chết đó, thì quý vị biết rằng chúng ta nói ở đây là nói đến những cái phản khắc ngắn ngủi, cái phản khắc ngắn ngủi đối diện trước sự chết mà mấy cái người mà mình nói giống như cái người mà trút hơi lên, lấy hơi lên để mà lìa bỏ cái tâm thức này, để bỏ cái thể xác này, để mà tâm thức này để tái sanh á, thì cái điều đó nó khó lắm. Như vậy nếu mà mình không có tu tập, mình không có tập, càng khó hơn nữa đó là mình còn là người phàm phu. Mình không có tu tập á, thì nó đối diện trước sự chết á, nó có nhiều sự hoảng loạn, hoảng loạn. Cho nên là một trong những cái hiện cảnh mà mình biết rằng cái do cái tâm nó hoảng loạn á, vì vậy cho nên có thể chứng kiến với những cái nghiệp tướng hoặc là thú tướng, những cái điều đó nó có thể xảy ra. Bởi vì cái người không có quân tập chánh niệm, không có sửa, không có quân tập chánh niệm và không có suy niệm về những thiện pháp á, trong đời sống hàng ngày không có tu tập hoặc là không có suy niệm về những thiện pháp. Ít ra mình có suy niệm về những thiện pháp là mình đã suy niệm rằng cái năng lực hay cái năng lực của phước báo, hay là cái ân đức của tam bảo, hay là cái đặc thù giới hạnh của mình như thế nào, vân vân. Khi mà mình nhớ đến những điều đó hoặc là mình suy niệm với đến những thiện pháp thì có lẽ là mình có cái chỗ nương tựa, có cái chỗ nương tựa. Còn nếu như mà mình không có suy niệm với thiện pháp, hay hoặc là mình không tập cho mình có một cái chánh niệm, tức là đối diện cái người mà có chánh niệm vững chắc á, thì họ đối diện trước sự chết thì dù như thế nào đi nữa thì cái tâm của họ không có chao động, mà họ luôn luôn trú vững, họ ghi nhận, họ biết được những sự diễn biến đối diện trước sự chết. Thì cái người mà có chánh niệm và cái người luôn luôn mà có trú niệm trong một cái thiện pháp, mà mình suy niệm ở trong những cái thiện pháp đó, thì cái người đó họ ít có bị hoảng loạn hơn, còn phần lớn là đối diện trước sự hoảng loạn. Phần lớn là đối với sự hoảng loạn. Thì cái người mà khi mà cận tử mà đối diện trước sự chết mà không có hoảng loạn là người có chánh niệm. Cái người có chánh niệm, hoặc ít ra thì cái người đó có thường thiên tu tập những thiện pháp, để rồi họ suy niệm về những cái thiện pháp mà họ thường làm trong đời sống hàng ngày, thì họ có một cái điểm tựa, họ có một cái điểm tựa. Cái thứ hai nữa đó là chỉ có cái bậc thánh thôi, bậc thánh. Mà
chúng ta biết rồi, ngay cả cái bậc thánh Tu Đà Quờn thì các vị đã không sanh vào cảnh khổ rồi. Điều đó là điều chắc chắn, điều đó là điều chắc chắn. Nhưng mà ở đây đó thì nếu mà không sanh về cảnh khổ thì còn cái nhân của luân hồi, thì vị đó còn phải luân hồi. Nhưng mà còn luân hồi thì luân hồi ở trong cảnh giới vui, chứ không đến nỗi là không có chuyện là vị đó tái sanh vô trong cảnh khổ. Tái sanh trong cảnh khổ. Cho nên bậc Tu Đà Quờn là bậc mà thánh, tầng thánh thứ nhất thôi. Nhưng mà vị này không có sanh vào trong cảnh khổ. Khi mà chứng được sơ quả Tu Đà Quờn, sơ đạo gì đó, tâm sơ đạo sanh khởi lên rồi trở thành một sơ quả đó, thì vị đó dù có như thế nào đi nữa thì cái năng lực của, do cái năng lực của cái sự tu tập của vị ấy mà vị ấy không có sanh ở trong cảnh khổ, không trong trong cảnh khổ. Cho nên ở đây đó chúng tôi nói là thứ nhất ấy, mà với một cái người bình thường ấy, thì có lẽ đối diện trước sự chết ấy, thì ai ai cũng sợ, dù ngay cả những cái người anh hùng mà nói là xông pha trận mạc thà chết chứ không bao giờ lui đó, họ nghĩ như vậy. Nhưng mà khi mà họ lao vào thì họ nghĩ rằng họ không sợ, nhưng mà đối diện trước sự chết mà chút hơi thở cuối cùng thì không phải là không thể là không quản loạn được đâu, rất là dễ quản loạn. Và cái quản loạn đó là cái mà có thể đưa đến cái đời sống tái sinh ở trong cảnh khổ thôi. Còn đối với cái người mà có chánh niệm thì cái, hoặc là cái người có tu tập những thiện pháp, nhờ có chánh niệm mà mình luôn luôn trú trong các cái thiện pháp, nhờ có suy niệm về những cái thiện pháp mà mình làm, cho nên người đó có nương trú vào trong cái thiện pháp, thì người đó cũng có thể là không có đối diện trước cái sự chết, họ không có sợ. Và cái thứ ba nữa là bậc thánh á, là không có sanh vô trong cảnh khổ, nhờ đời sống của những vị này đã có những cái sự chắc thật rồi. Chắc thật ở đây là giống như chứng quả Tu Đà Quờn thì vị đó không sanh khổ cảnh, và điều đó là điều chắc thật. Cho nên là đây cái ý chúng tôi xin được chia sẻ trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Bây giờ là quý vị có nghe rõ không? Dạ. Bây giờ thì dạ. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Rất hoan hỷ thấy có Thượng Tọa Pháp Đăng vào. Xin chào đến Thượng Tọa Pháp Đăng. Sa thú kính trình Thượng Tọa Pháp Đăng. Và bây giờ thì chúng ta bước qua câu trắc nghiệm thứ nhất. Ở trong câu trắc nghiệm này kính thưa Thượng Tọa Pháp Đăng, không biết Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được không? Và nếu Thượng Tọa Pháp Đăng đang ở trước máy xin Thượng Tọa hoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 1. Nhưng một lần nữa, xin được hỏi là Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được không? Quý Phật tử quan hệ chờ chút xíu, đôi khi Thượng Tọa Pháp Đăng không nghe rõ. Có thể Thượng Tọa Pháp Đăng không nghe rõ hay là bị trục trặc máy móc gì đó. Mà một lần nữa xin được hỏi là không biết Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được. Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng nghe được, kính thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 1. Thưa vị, có lẽ Thượng Tọa Pháp Đăng dạ thấy Thượng Tọa Pháp Đăng trả lời rồi. Hôm nay thưa Tổ Hợp Đăng, là chúng ta đang nói về tôn giả Upasena Pangantha Putta, là một vị mà được xem như là rất là có sức thuyết phục, rất có khả năng nhiếp hóa đối với đồ chúng, đối với hàng đệ tử. Thì chúng ta thử tìm hiểu pháp nào sau đây để tạo cái duyên lành, cái duyên lành để chúng ta có thể nhiếp hóa chúng sinh. A là ban bố chia sẻ. Dạ, ban bố chia sẻ tức là mình bố thí, tức là cách mình cho tạo cái duyên lành của người khác. B là lời nói thân thiện. Dạ, cái ngôn ngữ khiến người khác có thể cảm thông, có thể quý mến. C là hành động vì lợi ích. Dạ, mình sống mình nghĩ đến lợi ích của chúng sanh khác, hoặc là cùng chung vai gánh vác.
Đây là cả ba câu trên đều đúng. À, mời quý Phật tử trả lời và kính định thì tòa pháp đăng hoan hỷ cho đáp án. Hello. Hello. Dạ. Con đang kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Kính lễ thượng tọa, giác đẳng thượng tọa pháp tăng. Thượng tọa minh hạnh. Đức Nguyên Thông cùng với chư tôn Đức Tăng kính chào và cô thân được chào Phật tử. À, trong cái câu trắc nghiệm này thì thấy ai cũng trả lời đề hết. Ừ. Nên thì chúng ta học hiểu hết rồi đúng không? Thành ra trả lời. À, thì đây là nói về một cái sự nhiếp phục hay là một cái sự thuyết phục để độ chúng á. Thì chúng ta vẫn thấy có ba cái pháp, cái danh từ mà được gọi đó. Thì chúng ta thấy mình ban bố chia sẻ hay gọi là bố thí để mình nhiếp phục. À, bố thí cũng là một cái duyên lành để mình kết nối. Chúng ta thấy Đức Phật Ngài kể là rất là nhiều những cái kiếp luân hồi, và Ngài đã bố thí cho chúng sanh đó mắt thì nhiều như là sao trên trời, máu thịt Ngài thì như nước biển vậy. Ngài bố thí chúng sanh với cái mục đích là Ngài nguyện để tế độ chúng sanh. Nên cái bố thí đó thì chúng ta thấy cái thường độ, cận độ hay siêu độ. Bố thí đó để thành tinh văn giác, độc giác hay là toàn giác. Bố thí đó để tạo cái duyên lành, là để tiếp độ mọi người. Thì cái đó là một cái hạnh mà chúng ta gọi là một nhiếp pháp đó. Bố thí là một nhiếp pháp. Lời nói thân thiện là chúng ta thấy rằng đó là một cái khẩu nghiệp thiện. Một cái lời nói mà mình nói thân thiện là mình nói mình tạo mình, đó là một người gọi là có một cái lời nói mà làm cho người ta quan hỷ và tri túc thiểu dục, hoặc là nói như là nói cho người ta tinh tấn, nói cho người ta là trở thành người thiểu dục. Mà thì những cái lời nói như vậy đó, và mình biết cái cách nói, biết cái cách để mình trao đổi đúng lời, đúng thời, đúng lúc, đúng người đó, thì đó là một cái cách. Nên bố thí hay là ái ngữ, chúng ta gọi là ái ngữ, hành động có lợi ích hoặc là chung gia gánh vác, mình gọi là đồng sự có nghĩa là mình cùng chung đồng trong việc bố thí, chung đồng trong việc tu tiến, hoặc chung đồng trên việc mà chung vai gánh vác những cái thiện nghiệp công đức mà mình cùng nhau để tạo. Thì chính đó là những cái điều mình cũng để nhiếp phục mọi người. Nên chúng ta thấy cái hành động mình lợi ích cho người và mình cùng chung vai một gánh giác đó. Mà chúng ta cũng thấy một điều là Đức Phật nói, nếu mình làm lành bố thí hay là mình làm những việc thiện mà mọi người cũng làm như vậy, mình có chết đi sanh lại cũng là những người thiện hữu ý thức, cũng là những người bạn lành. Và chúng ta thấy điển hình như là Ngài Mahakasapa đó, ba anh em Nagasakabá, Ganga Kasabá, ngày Uruvela Kasabá đấy. Thì ba anh em đó là 500, 300 và 200 đó là cộng chung là 1000. Và 1000 vị này đó là Đức Phật Ngài kể là quá khứ là ba vị hoàng tử hướng dẫn cho 1000 tùy tùng của mình tu tập 3 tháng xuất gia, rồi xuất của kho ra để cho mọi người bố thí cúng dường đến Đức Phật và chúng tăng. Sau khi mà thân quả mệnh chung nó sanh lên làm chư thiên, cũng nhóm người này sanh lên, rồi sau đó sanh xuống nhân loại thì cũng sanh xuống, rồi sau này xuất gia cũng sách xuất gia chung với nhau và trở thành những cái người mà sống không thể nào tách rời nhau. Thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài nói về cái hội chúng, đặc biệt cái hội chúng mà thù thắng, thì Ngài ban em Kassapa. Và Ngài nói đến cái việc mà cùng nhau bố thí cúng dường, rồi cùng nhau xuất gia, rồi tu tập như vậy đó. Đó là những cái thiện nghiệp và để cho mọi người có cái sự gắn bó với nhau và có một cái tâm tư mà nghĩa là quan hỷ, và quan hỷ có mặt của người đó cũng như mình quan hỷ có mặt ở trong cái hội, cái nhóm đó.
Thì chính vì đó là những cái nghiệp thiện hay là những cái nhiếp pháp, những cái nhiếp pháp có khả năng nhiếp phục chúng sanh trong cái thiện pháp, trong cái sự an lành, trong cái sự giác ngộ giải thoát. Thì đó là những cái pháp mà mang lại cái kết quả cho trời người và mang lại cái sự giác ngộ giải thoát. Thì cái đáp án cái câu này là cả ba câu trên đều đúng. Chúng tôi cũng xin chúc mừng Phật tử vị nào cũng chọn đáp án là D hết, không có ai mà chọn khác hết. Thành ra chúng ta học lâu rồi, học cả 10 năm rồi thì cũng giỏi hết rồi. Thành ra bây giờ thì con xin gửi mic lại cho từng đại giác đẳng. Con không thấy tín hiệu của thượng tọa giác đẳng. Nhưng mà thượng tọa Pháp Tân không biết thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Tân nghe được, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ. Dạ, chờ đáp án câu số 2. Chúng ta thử tìm ở trong những điều sau đây đó, nghiệm lại trong kinh điển cái điều nào giúp cho chúng ta có thể có được sự thanh thản khi mà chúng ta lâm chung, tức là kể cả cái chết. A là một người giới trong sạch, giới trong sạch thí dụ ngũ giới và quan trai giới, hay là giới luật hàng ngày mà mình cảm thấy trong sạch thì mình rất là thanh thản, rất là an tâm đối với cái chết. Và nếu có thì tại sao? B là nghĩ tưởng đến phước báo tùy thân, ví dụ một người sắp đi xa mà không có gì thì đi lo lắng, nhưng một người đi xa mà có đầy đủ phương tiện, đầy đủ thứ này thì cảm thấy an lạc. C là không chấp thủ ngã kiến, ngã sơ kiến mạng tùy biên. Đây là một điểm tế nhị mà có lẽ là chúng ta cần giải thích thêm một chút. Đây là cả ba câu trên. Kính thính thưa sư tổ Tân Hoan Hỷ giảng cho điều này, cho đáp án câu này. Mời quý Phật tử trả lời. Quý vị có nghe rõ không? Dạ, xin cho hỏi là quý vị nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Hồi nãy giờ nó cũng gặp những cái trục trặc ấy, nó bị rớt mạng. Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ thì chúng tôi thấy các vị Phật tử chúng ta hầu như là trả lời câu D hết. Dạ. Chúng tôi thấy Tâm Thủy trả lời là D. Triệu Mẫn trả lời là D. Huệ Ngọc trả lời là D. Quang Nguyệt trả lời là D. Diệu Giác trả lời là Từ Bi trả lời là D. Hằng Nga trả lời là D. Trần Đạo trả lời là D. Hồng Ngọc trả lời là D. Như là các vị trả lời D hết. Dạ, thì chúng ta thấy câu này là điều nào sau đây với cái chết, đối diện trước cái chết. Ở đây đó thì Thái Nhật Quỳnh cũng trả lời là D. Cái câu A là giữ giới trong sạch. Quả thật như vậy quý vị.
rằng trong thanh tịnh đạo đó thì ngài Bút Thát Cô Xá ngài có nói rằng giới là tạo cho cái sự bất hối, tạo cho sự bất hối. Một người mà giữ giới được tốt đẹp và trong sạch thì người đó không có cái gì được gọi là ăn năn hối hận hết. Mà cái hối hận là một cái trạng thái mà quý vị biết rằng nó bồn chồn, nó chao đảo, bồn chồn chao đảo, lo sợ phập phồng. Vì nhớ đến những cái hành vi của mình, cho nên là vị đó rất là phập phồng, lo sợ. Mà giới có nghĩa là làm cho sậy, không có sợ hãi. Cho nên là nếu như một người mà là một cái nguyên nhân làm cho mình thanh thản, chúng ta nhớ trong cái điều đó là quả báo của cái người giữ giới là có được nhiều của cải vật chất. Người đó tâm luôn luôn được sự an tịnh. Khi mà sắp lâm chung thì người đó tâm được cái sự thanh tạng, nhẹ nhàng, có chánh niệm. Và cuối cùng thì người đó sẽ sanh thiện thú. Đó là một trong những cái quả báo của cái người giữ giới được tốt đẹp. Vì vậy cái người mà giữ giới được tốt đẹp đó, trong sạch đó, thì đã tạo cho cái tâm của người đó không có hối hận, không có hối tiếc. Hối hận bởi hành vi xấu của mình, hối tiếc bởi hành vi tốt mà mình bỏ qua. Như vậy thì hối giới nó làm cho cái vị đó được không có hối hận hoặc là hối tiếc, bất hối là như vậy. Vì vậy vị đó được bình thản trước khi chết. Cái điều B ở đây là nghĩ tưởng đến phước báo tùy thân. Như nãy chúng tôi đã nói đó, mình đời sống hàng ngày mình có quen bố thí cúng dường, mình có quen trì giới, rồi mình đối diện trước Tam Bảo Phật Pháp Tăng, mình cũng biết kính lễ, những cái ba ngôi báo đó, rồi mình có quen là tự rồi, mình có làm những thiện sự để nhất nó tạo cho mình sự độ đạo phật phòng như thế này thế nào. Làm những thiện sự, mình đã quen làm những thiện sự bố thí cúng dường, rồi trì giới mình cũng giữ giới, rồi mình có những làm những cái thiện sự. Khi mà mình làm những thiện sự đó, mình có thể nhớ được những thiện sự đó, và mình khi mà mình nhớ mình suy niệm. Bởi vì cho nên chúng ta thấy rằng trong Phật giáo Nam Tông của chúng ta đó, nếu một cái người mà sắp mất á, là một người Phật tử sắp mất á, thì thường là đến là chư tăng tụng kinh, còn không á, thì mình phải nhắc cho họ nghe về những cái điều thiện mà trước đây họ đã làm. Điều thiện họ trước đây làm, thường xuyên bố thí cúng dường, rồi thường xuyên đi chùa tụng kinh hay là trì giới, phải nhắc đến những việc thiện, để rồi mình nhắc đến cho họ là phải nhớ đến cái ân đức của Phật, ân đức của giáo pháp, ân đức của chư tăng. Tức là mình nhắc đến những điều đó để cho họ nhớ tưởng, họ suy tưởng. Cho nên cái nghĩ tưởng về phước báo đó là một trong những cái việc làm, những cái việc làm mà giúp cho họ có được một cái tâm thanh thản, cái tâm thanh thản trước khi họ chết. Bởi vậy cho nên là chúng ta thấy rằng có nhiều khi đó là người ta không có, có nhiều người người ta nói người thân mà sắp mất thì mình đừng có khóc, khóc rồi họ quyến luyến mà đi không được. Sự thật ra vậy quý vị, không phải là đi không được, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng quyến luyến mà ái là sinh khổ, nghĩ tưởng đến cái gì?
gì thì dắt dẫn người đó đi tái sanh. Vì vậy cho nên là mình nhắc cho họ nhớ đến những điều phước, hoặc là họ đã quen những làm những điều phước rồi thì bây giờ nhắc nhở, hay hoặc là họ có cái để họ suy niệm, có cái để suy niệm, đó là suy niệm đến phước báo, đến phước báo. Câu C ở đây đó là không chấp thủ ngã kiến, ngã sở, kiến, ngã tỳ biên. Thì ở đây á, quý vị biết là ngã kiến tức là chấp cái tôi, cái ta ở trong cái thân này, trong cái cảm thọ này, trong cái tưởng này, trong cái hành quẩn này, thức quẩn này, cái chấp vào đó. Cái chấp này nó nặng lắm, vì tuy nó tinh tế, nó rất tế nhị, nhưng mà sự thật ra nó khó bỏ lắm. Đừng có chấp những cái ngã kiến. Ngã sở là chấp đến cái gì, ngã sở kiến dính theo trong cái tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi nếm đụng, cái tôi buồn, cái tôi vui, vân vân và vân vân. Rồi cái nói đến cái mạng tỳ miên, tức là một trong những cái ngã chấp, cái mạng, cái sự so sánh giữa cái buồn, cái vui, cái tốt, cái xấu, cái này nên cái kia. Khi mà mình còn ngã chấp như vậy, còn mạng tiền miên như vậy đó, là một trong những cái sự dính mắc của mình, dính mắc trong cái phần tế nhị đó. Mình không có ngã, không buông bỏ được, do không buông bỏ thì bị dính mắc, mà bị dính mắc thì sẽ dẫn đến cái khổ đó. Cái đời, cái tâm của mình nó không được thanh tạng, chứ đối diện trước cái chết. Như vậy thì cái này là mình cũng phải tập cho mình bỏ. Mọi pháp ở trên cuộc đời này thì không có cái gì mà gọi là có tôi trong đó hết. Mình chấp vô chừng nào thì dính mắc chừng đó. Và mọi cái chuyện ngay cả cái nhận thức của mình về cái sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm đụng, sự suy tư đó, thì cũng chỉ chẳng qua là sự giả hợp của các pháp hợp thành mà thôi. Chứ nó không có cái gì mà cái tôi, cái ta trong đó. Rồi khi mà mình nói cái điều này thì có thể là mình khó suy, mình khó có thể mà tiêu hóa được. Nhưng mà sự thật ra đó là nếu mà mình nhìn kỹ ở góc độ của Phật Pháp đó, thì Đức Phật Ngài bảo là mình nên bỏ những điều đó. Bởi những điều đó không có thật, nó không có chắc thật được. Mình chấp cái tôi, cái ta đó, vậy tại do mình chấp thôi. Chứ các pháp là do duyên hợp thành. Cái mà mình chấp đó nó cũng chỉ chẳng qua là do cái duyên có điều kiện để hợp lại các pháp hợp thành thôi. Và do vậy khi mà mình chấp thì mình bị dướng mắt, mà dướng mắt thì sẽ dẫn đến tái sanh khổ đau. Đó là điều mà có thể xảy ra ở trong đời sống luân hồi của mình. Và do vậy đó thì chúng ta thấy rằng cái câu A đó là hợp, cũng hợp lý. Cái câu B cũng là hợp lý. Câu C nó cũng hợp lý. Cho nên mình chọn cái câu D ở đây để làm cái đáp án. Chúng tôi thấy là toàn, hầu như là các vị cũng đã chọn cái câu D để làm đáp án cho mình. Xin chúc mừng quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Quý vị còn nghe được không? Thưa quý trưởng, thưa tòa pháp sư, thưa tòa pháp đăng, không biết thưa pháp đăng có mặt trước bái không? Nếu thưa tòa pháp đăng có mặt trước bái, xin thưa tòa pháp đăng hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận số 3. Và thưa tòa pháp đăng, phải chăng là tất cả lo âu, sợ hãi, sầu muộn đều liên quan đến ngã kiến, ngã sở kiến và mạng tùy biến? Có nhiều người mình đến là mình lo âu là tại vì lý do này lý do khác, nhưng mà nếu phải chăng là nếu mình còn chấp rằng đây là ta, đây là của ta, đây từ ngã của ta, thì chắc chắn là mình sẽ lo sợ trong một, phải như vậy không? Kính thưa thưa tòa. Alo. Alo. Dạ, con xin trả lời cái câu thảo luận số 3. Phải chăng tất cả lo âu, sợ hãi, sầu muộn đều liên quan tới ngã kiến, ngã sở kiến và mạng tùy miên? Thì
thì chúng ta thấy Đức Phật nói rằng trong rất là nhiều cái câu Phật ngôn mà trong kinh Pháp Cú đó, do ái sinh lo âu, do ái sinh sầu hồng muộn, ai dứt trừ tham 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 ái không sầu đâu sợ hãi. Thì chúng ta thấy Đức Phật ngài nói trong một cái phẩm tanh hoa quách giá, phẩm ái dục đó, thì chúng ta thấy rất là nhiều những bài kệ tương tự như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái ngã kiến hay ngã sở kiến hay mạng tiện biên nó đều liên quan đến cái những cái lầu hoặc, những cái tà kiến, những cái ngã mạng. Bởi vì chúng ta thấy đối với cái bị mà gọi là diệt trừ những cái lậu hoặc, cái ngã kiến, những cái mạng tiền biên mà các vị đã đoạn trừ đó, thì các vị đã không còn sợ hãi nữa. Vì sao vậy? Vì cái tâm đạo quả đó đã sanh lên và đã minh đã sanh, vô minh đã diệt, cả phiền não tham ái không còn nữa. Nên quý vị thấy rằng Đức Phật này nói rằng chế phục nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, lần thai chế phục lục căn, tức thì giải thoát những phần khổ đau. Bởi vì khi mà mình chế phục được các cái sự sợ hãi đó, bởi thường thường chúng ta thấy sự sợ hãi đó, nó cũng là do mình nghĩ đến cái sự chết, nghĩ đến cái gì đó mà nó kinh khủng và làm cho mình sợ hãi như vậy. Nhưng mà thật sự ra chúng ta biết rằng chúng ta cũng vẫn chết điều điều trong mỗi kiếp luân hồi, chứ không có kiếp nào chúng ta sanh mà chúng ta không có tử. Và trong mỗi kiếp và chúng ta sanh thì không có kiếp nào chúng ta không phải bệnh những cái chứng bệnh nan y hết, thưa quý vị. Mình quý vị cứ nhìn vào bên Nhật Bản hiện giờ, họ cho một cái luật đó là họ được quyền chọn cái chết. Nếu họ biết họ bị những cái chứng bệnh gọi là Parkinson, hoặc là những bệnh gọi là mất trí gì nọ đó, thì họ có thể chọn. Nếu mà họ có nghĩa là họ biết mình như vậy, họ có thể chọn chọn cái chết. Họ không có thể sống như người thực vật, sống nằm như người hoài. Thì cái luật đó cũng được Nhật Bản họ chấp nhận. Thì chúng ta thấy tại sao như vậy? Vì họ nhìn thấy những cái người mà họ nằm bại liệt, nằm suốt cái thời gian 5-10 năm, 2-30 năm, 3-40 năm đó, họ nhìn thấy họ rất sợ. Và họ, những cái người như vậy đó, họ cũng cũng yêu cầu. Và chúng ta thấy cái sự yêu cầu của nhiều người như vậy đó, thì cuối cùng cái luật bên Nhật Bản họ cũng chấp nhận cho những mình chọn cái chết. Nếu mình biết mình có những cái chứng bệnh gọi là nan y, một cái chứng bệnh mình là nó mất trí nhớ hay bại liệt. Và như vậy thì chúng ta thấy mỗi kiếp sống chúng ta phải đều chịu khổ như vậy hết, không có ai không có. Nhưng mà chúng ta vẫn ai luyến cái tự ngã này, và chúng ta không có thấy được. Và nếu ngày nào đó mà chúng ta thấy được như vậy đó, chúng ta thấy rằng như là ngày Sariputta ngài nói chết đó, thì ngài cũng không có sợ mà ngài cũng không mong sống. Cái chết thì ngài cũng không sợ mà cái sống ngài cũng không mong. Nó được hiểu như một cái trái thù riêng hay một cái chén mít đến thời để chín, nó phải chín thôi. Nó không có thể nào khác hơn được. Tới lúc nó rụng nó phải rụng thôi, chứ không có thể mình trông nó được. Thì cũng như vậy. Chúng ta mà còn cái lo âu sợ hãi đó, là điều liên quan đến ngã, ngã kiến, mạng tiền yên hết. Không thể nào, bởi vì đây là những cái bất thiện pháp, nó làm cho chúng ta rối loạn tâm tư. Và chính vì như vậy nên chúng ta phải rơi vào đọa xứ. Chúng ta phải rơi vào đọa xứ. Còn nếu mà chúng ta định tĩnh được đó, thì chúng ta sanh về ngàn cảnh, chúng ta sanh về cõi vui. Nên thường thường những cái pháp này nó làm chúng ta sợ hãi. Chúng ta cũng nhớ mấy câu chuyện mà trong các cái vị thánh đệ tử của Đức Phật ấy, đem đến con dao mà các vị này cắt cổ, xong rồi các vị này rúng động, có nghĩa là các vị này bị sợ hãi đó. Thì các vị này kịp thời quán xét cái sự sợ hãi đó, thì cuối cùng các vị đó đắc đạo quả A La Hán luôn, và phản kháng phiền não, đắc đạo quả tục mạng luôn. Chúng ta thấy những cái chuyện đó nó cũng có nhiều vị đó, nghĩa là thấy cái bệnh hoạn của mình chán ngán quá. Bây giờ cũng như ngày các vị thánh đệ tử đi thăm ngày Kaludayi, mà ngày đặc biệt đó, ngày Kaludayi mà ngày sanh chung với Đức Phật đó, ngày sanh chung, ngày là một trong bảy loại báo đó. Thì cái vị này có nghĩa là các vị thánh đệ tử, chúng tôi nhớ như là ngày Xá Lợi Phất Kỳ, ngày Mục Kiền Liên, hay là ngày ngày
một trong những vị thánh cao đồ đi tới thăm vị này, hỏi vị này có cần những người thí chủ, cần những người hộ trì không, cần cái dược phẩm, cần cái vật gì không. Vị này nói rằng vị này không có cần cái gì hết, vị này có hết những cái thứ đó, nhưng mà vị này bây giờ cũng muốn chết thôi, muốn đem tới con dao thôi. Thì chư thánh tăng mới rằng này hiền giả có hiểu mắt tai mũi lưỡi thân tâm mà đã được Đức Phật thuyết giảng chưa, không có chấp thủ chưa. Vị này nói rằng tôi đã hiểu như vậy rồi, tôi đã hiểu hết như vậy rồi. Thì vị này đem dao tới, thì vị này khi mà chư tăng về thì vị này cũng nguyên sinh, và vị này mình gọi như là giống như viên kia nguyên sinh vậy này. Nhưng mà vị này rồi chư tăng mới về hỏi cái sanh thú Đức Phật ngày nói với chư tăng là có phải là vị trước mặt vị này đã nói như vậy không. Thì chư tăng đã xác định là vị này có nói như vậy, thì Đức Phật nói vị đó là nguyên tịch niết bàn rồi. Thì là chúng ta thấy đối với đệ tử của Đức Phật ấy, thì có nhiều vị hành nang đắc nang, có nhiều vị hành dị đắc nang, có nhiều người hành nang đắc dị, có nhiều người hành dị đắc dị. Có nhiều người hành thì cũng dễ, đắc cũng dễ. Có nhiều người hành thì dễ, đắc thì khó. Có nhiều người hành cũng khó, đắc cũng khó, tùy theo cái căn tánh. Nhưng mà Đức Phật ngài có nói trong tất cả cái sự chết mà không có mang lại cái sự tái sanh nữa đó, thì Đức Phật ngài đều tán thán hết. Mình chết xong được hết, mình chết mà không có tái sanh nữa đó, có nghĩa là đồng nghĩa với cái nói đến cái vị A-la-hán đó. Thì chúng ta biết cái vị A-la-hán là cái mục đích cuối cùng của cái đời sống tu tập của các vị đệ tử Đức Phật. Nên các vị đã đạt được đó thì coi như là đạt được cái mục đích cuối cùng rồi, không còn luân hồi nữa. Nên thường thường thì chúng ta thấy, chúng ta là người Phật tử mà chúng ta chưa có học sâu sắc đó, thì chúng ta thấy tại sao có nhiều vị đem tới con dao. Thì chúng ta cũng thấy rằng những vị đó cũng có mang những chứng bệnh đau khổ cũng giống như chúng ta vậy. Vì mỗi cái thân người không có ai giống nhau hết. Và chúng ta thấy có nhiều vị sống rất là lâu như ngày Bắc Bù Lá, không có bệnh hoạn, nhưng mà có nhiều người rất là bệnh hoạn lâu dài như là ngày Tích Xá Thứ Thay, Ghi Lý Mananda, những cái vị tỳ khưu mà bị bệnh hoạn triền miên đó, chúng ta cũng thấy có chứ không phải không có. Như vậy thì chúng ta thấy nếu mình còn chấp thủ thì mình còn dao động. Hễ mà có chấp thủ thì có dao động, mà có dao động thì không có khinh an. Không có khinh an thì có hy cầu thì có khứ có lai, có khứ có lai thì có đời này có đời sau, nghĩa là có luân hồi hai đời. Và Đức Phật nói rằng ai không có chấp thủ thì không có dao động. Không có dao động thì không có khinh an, không có dao động thì tâm được khinh an. Tâm khinh an không có hy cầu, không có hy cầu, không có khứ, không có lai. Có nghĩa là không có đời này, không có đời sau, có nghĩa là không có hai đời. Như vậy thì chúng ta thấy những người họ sợ hãi, sầu muộn đó đều liên quan đến ngã sở kiến hoặc là mạng tùy biên. Bởi vì chính đó là những cái pháp bất thiện quý vị, nhìn chung vào những cái pháp bất thiện mà thôi. Chính lòng tham hay lòng sân hay là ngã mạn hay là tà kiến hay là hoài nghi, những cái ác pháp này ở trong tâm của chúng ta và nó làm cho chúng ta lưỡng lự phân vân sợ hãi như vậy. Nếu mà chúng ta bình định được cái nhóm bất thiện pháp này đó thì chúng ta có thể chứng ngộ được niết bàn. Chúng ta diệt trừ được thì chúng ta sẽ chứng ngộ niết bàn. Thành ra trong cái câu thảo luận số 3 này đó thì thật sự các cái sự sầu muộn, các cái sự lo âu sợ hãi đó đều phát sanh từ cái ngã sở kiến hoặc là mạng trì miên. Thật sự là như vậy. Thì con xin thảo luận cái câu này là như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic cho thần tọa. Sa tu kính trình thầy tọa pháp đăng. Kính chào thầy tọa Tài Quyền mới vừa vào lúc. Không biết thầy tọa Tài Quyền có nghe được không? Còn nếu được cái tình thì tôi quyền quan thị cho đáp án câu trắc nghiệm số 3. Xin được hỏi không biết thì tôi quyền có nghe được không? Dường như thì tôi quyền hiện giờ vẫn chưa thấy tôi quyền. Bất thiết tôi quyền thưa quý Phật tử trong câu trắc nghiệm sau đây. Mình thấy thường á, mình rất là sợ khi bàn về lý vô ngã. Mình rất là sợ khi mà mình phủ nhận cái ta, cái của ta. Nhưng mà thử đặt trường hợp nào mà khi mà mình giảm bớt cái gọi là ngã sở mạng tùy biến thì mình càng hạnh phúc.
càng có thành tựu. A, càng bớt nghĩ về cái tôi thì càng ít phiền muộn về trách chấp. Lời qua tiếng lại, việc này ai đúng ai sai, cái ai được ai mất cái gì đó, thì mình càng ít cái ngã sở thì mình càng ít có khổ. B là càng ít nghĩ về mình sẽ được gì đó thì càng thể hiện nghệ thuật càng cao. Ví dụ mình làm việc gì đó, mình vẽ tranh, mình làm thơ hay làm gì đó mà mình chỉ làm thôi thì mình sẽ đạt đến cái chỗ ảo diệu. Nhưng mà mình làm chỉ đến người ta khen, người ta chê, người ta thế này thế kia thì nghệ thuật mình nó bị thu chột, nó không được thoải mái, nó không được, cái tính năng không được phát tiết hoàn toàn. C là càng bớt ngã chấp, càng dễ hướng tâm vào giây phút hiện tại. Khi mình chấp vào tôi sẽ là thì mình hay nghĩ đến tương lai, mai mốt mình sẽ là ông này bà kia, mình được cái điều kia. Nhưng mà mình càng bớt thì mình càng dễ sống với hiện tại. Đời sống với hiện tại thì tâm mình đã là chánh niệm được thắp sáng và đời sống mình được an lạc. Đây là cả ba câu trên. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh Thượng tọa Tuệ Nguyện hoan hỷ cho các bạn. Nam mô Bụt Hai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Giờ thôi để chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Cô có lẽ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến chúng tăng, có lẽ đến Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Phật Tân, Thượng tọa Minh Hạnh, cùng chư Tăng Đức Tăng đang hiện diện. Thay cho đó, quý tu nữ cùng chư Phật tử và các bạn nghe, kính thưa quý vị. Quả thật chúng ta thấy rằng cái sự giảm thiểu về ngã kiến hay là ngã sở kiến và mạng tiền miên có đôi khi khiến đời mình bớt đau khổ quá như vậy, nhưng càng nghĩ về cái tôi thì càng nhiều phiền muộn tranh chấp. Đúng như vậy, nó mang tôi đến tôi, cướp việc của tôi, ôm ấp thì đau khổ sẽ không bao giờ ngôi, mà ôm ấp thì chiến tranh xuất hiện. Con người mình nó có một cái điều nó như vậy chứ. Đã đành là một cuộc tu, người tu cũng có nửa tim, luân hồi cũng có cái sân, cũng có cái bực bội, cũng có cái oán hờn. Nếu như người tu đó không dẹp bớt cái ngã, dẹp bớt cái sợ tri chứng của mình, dẹp bớt cái ngã sợ ngã kiến, ngã mạng tiền nghi của mình, thì chắc chắn rằng người tu đó sẽ rất là khó khăn. Biết đây kìa, hiểu đây kìa, nhưng điều mà chúng ta phải có một cái sự nhận chân cái sự thật của nó. Có đôi khi cái tôi rất là lớn, tôi rất là hay, mà nhiều khi quý vị biết là cũng như có những lần mà nó bây giờ mình nói mình tu cao, tu hay lắm, mà tu đại thừa lắm, mà thử hôm đó mình quên rót nước, quên chào sư phụ cái gì đó, sư thầy cái gì đó, mà sư phụ mình bình tâm bình tĩnh, hay sư phụ mình quát tháo mình nào là vô phép lễ độ hoặc thế này thế kia, thì chúng ta tự nhiên chúng ta thấy có nhiều cái điều phiền muộn. Thì ở đây càng bớt cái ngã chấp á, càng bớt cái tôi thì càng ít phiền muộn. Đúng như vậy đó. Mình đã dạy cho mình không có gì mà gọi là cái nơi gốc cao cả cả. Những điều mà chúng ta phải vào thực hành, chúng ta mới thấy được, chúng ta mới đè cái tôi nó xuống. Nếu như chúng ta không vào thực hành, chúng ta không thể đè cái tôi của nó. Có một lần, kính thưa quý vị, chúng tôi có nhờ một chú tiểu là chú vô chú giúp quê quét dọn cho một nhà vệ sinh. Chưa thấy nó dơ quá thì cái chú buồn riêu có khi chú nói với sư, ô sư sư phụ kêu gì sao nó kêu gì mình không làm, kêu mình đi vô chờ chỗ nhà vệ sinh. Cái sư kêu cười nó sẽ chú chà nhà vệ sinh xong rồi sao mà chú nghĩ sao vậy, chưa tới giờ mình làm gì làm chứ muốn chà nhà chỗ nhà vệ sinh. Ví dụ giúp gì nghe thì cái tự nhiên cái quý sư đó sống với cái tính ấy mà tính một thì chú chưa hiểu ý tính sư phụ rồi đó. Chú không chào một lát sư phụ đi chào nha chú con, nói ông sư phụ mà ông chào cái gì, ông nói mà thì sư phụ mà ông đi vô nhà vệ sinh, ông chào nhà vệ sinh nè. Cái
thú vị kê thì xong cái cuộc bác chúng tôi xuống, chúng tôi thấy được bổ sức tự nhiên không không làm thì thôi chúng tôi đi làm. Thì cái sư mà nói cho chú chưa cho cái chú gia tử đó đó, ông chạy ra, ông chạy ra không kịp khi mà mình đã đi xuống mình rửa rồi, mà khi mà chúng tôi đã làm thì chúng tôi sẽ không cho các chú các sư làm, bởi vì quý vị sợ thì quý vị đừng có làm, để tôi làm, là tôi trà rửa nhà tôi sức, nó có chuyện gì đâu. Thì cái chú tiểu đó chú cứ thắc mắc hoài, tay số kỳ nha, là hàng sư phụ mà tại sao mới đi nhận trà nhà vệ sinh cho người ta. Thì cái cũng cứ thắc mắc cái câu đó, chúng tôi cũng có nói gì. Thì chúng tôi mới sau đó chúng tôi mới thì âu qua ba ngày không thấy là ông hỏi tại sao sư làm gì, sư làm cái việc đó không đúng, không có việc của sư làm mà sư sao sư làm. Chúng tôi nói cái việc nào đúng là mới làm, việc nào không đúng mới làm. Thì dơ thì cứ làm chứ có chuyện gì đâu. Còn nếu mà chú cảm thấy rằng cái phẩm giá, phẩm mạo của chú hoặc cái con người chú không có làm như vậy thì chúng hỏi ngược lại, thì chú đi đi vệ sinh làm sao được sạch sẽ như vậy? Chú có đi vệ sinh không? Nói giờ có. Vậy thì sao? Thì cái đó người khác làm, người khác là ai? Vậy người khác cũng nghĩ như chú thì sao? Cuộc đời này nó chắc khủng khiếp lắm. Nếu mà cho là dơ thì cái ngã của mình nó lớn lao lắm. Chúng tôi mới nói cho chú Tiện có nghe không? Mà thật sự mà không có gì. Tất cả là đồng nhất, tất cả là cái thể trượt của nhau đồng nhất. Phẫn, nước tiểu, mồ hôi, nước mắt gì nó cũng đồng nhau ở trên, không có cái đồng mà thơm. Mà của mình của người ta cũng giống như vậy thôi chứ có chuyện gì. Như tại sao mình phân biệt như vậy? Và đây mình làm đó chính là cái công đức thôi. Thì cái thứ gì? Thì chúng tôi chỉ nói cho mình nghe thôi một điều thôi. Mới nói cái tôi của mình đó, nó khởi sanh lên đó, chút xíu thì tự nhiên chúng ta sẽ không làm được bất cứ việc gì. Mà chúng ta lại coi việc đó nó là ghê gớm, nó là cái gì đó. Thì đây chính là càng nhiều cái đưa, càng bớt nghĩ về cái tôi của mình thì mình càng đỡ phiền muộn. Và sau này cũng như cái tâm lý của các vị đồng trì, chúng tôi luôn nói cho các vị, nếu nhà các vị không làm thì mình làm, chứ đỡ phải mệt, đỡ phải tại sao tôi kêu ông không nghe, tại sao và tại sao, đầu chứ mình bực bội nhưng mà người ta cũng có làm thôi, mình làm cho nó được. Thì chính là đấy là những cái mà cái tôi nó nguy hiểm lắm. Rồi có những cái mình bực bội lắm, quý vị như được bực bội nó cũng rất buồn, nếu mà suy nghĩ kỹ nó cũng từ cái tôi cái ta nằm đi ra thôi. Chứ quả thật thì cứ cái sự tu tập, tức là cái sự bình thản, cái sự tu tập nó giữ tâm nó quân bình, giữ tâm nó không không động không sầu, ít đau khổ hơn, đừng có sợ coi như là sợ kiến sợ chi rồi chấp ngã chấp ta thì rất là đau khổ. Câu B này đúng với chính xác, cái câu A đúng với cái câu hỏi. Câu B càng ít nghĩ về mình sẽ thì mình càng ít nghĩ gì về mình, càng ít nghĩ về mình sẽ được gì thì sự thể hiện nghệ thuật càng cao và đúng. Tức mình ít có tự đề cao mình, ít coi như tự cho mình là cao thượng, coi cho mình là hay. Thì ở trong cái sự nghệ thuật cũng vậy, trong vẽ, trong họa, trong tranh hay cả trong sự tu tập cũng vậy. Chúng ta đừng có bị cái câu thúc, đừng có bị cái mà tự mãn ở trong cái mà là cái ấn chứng của chúng ta xuất hiện mà nó được ấy, thì chúng ta sẽ tu tập nó cao, nó rất là cao, nó vượt qua. Cũng như về hành giả tu tập, khi mà mới có thân kinh an, tâm kinh an, tưởng đâu mình đã thành tựu, mình đã đạt được rồi, thì kính thưa quý vị, thì cái ngã kiến này nó xuất hiện là chúng ta chết ngay. Khi xuất hiện như vậy thì cái thiền của chúng ta nó, cái phóng nhật nó xuất hiện thì tâm định hoặc là chánh niệm nó sẽ không có. Và khi chánh niệm hay tâm định không có thì các cái ấn chứng nó cũng mất luôn, và thế là chúng ta rơi vào điên loạn và đau khổ hơn nữa. Nó cấp độ thứ hai, khi mà chúng ta tu tập nó lớn mà dẫu cho có người khen, có người chê gì chúng ta cũng không lo sầu lo sợ. Khi như vậy thì chúng ta mới tiến gần đến niết bàn, tiến gần đến cái pháp chánh niệm, tiến gần đến một cái cảnh giới cao cả của sự tu tập của chính mình. Đó chính là mình càng ít nghĩ, càng ít nghĩ gì, ít nghĩ của cái ta, cái hay, cái tốt của mình. Đó, cái thôi cũng vậy, nghĩ rằng mình là một người hay cho nên mình sẽ được như thế này, mình sẽ được như thế nào. Đây chính là một điều cản trở rất là lớn mà chúng ta cần phải có sự suy xét, ít nghĩ về mình một chút xíu. Cũng như chúng ta làm việc,
khi chúng ta nghĩ đến đến cái chung, nghĩ đến cái tam bảo, nghĩ đến cái đại chúng thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Còn nếu như chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm có mục đích như thế này, có một cái dụ lợi như thế kia thì chúng ta làm nó vừa chừng vừa phải, làm nó chỉ cho có làm, vân vân. Mà ở đây chúng ta làm bằng một cái tâm phụng sự, làm bằng một cái tâm vô cầu, làm bằng một tâm thành tâm, làm bằng một cái tâm kính trọng và thành tâm thì nó cao cả vô cùng. Và đây cũng chính là đúng với cái câu hỏi câu B này: câu C, càng bớt đại chấp càng dễ hướng tâm vào giây phút hiện tại. Chính xác như vậy. Nếu như chúng ta ngã chấp nhiều thì chúng ta chạy theo ước vọng về tương lai, hy vọng chúng ta sẽ như thế này, hy vọng chúng ta sẽ như thế kia. Chúng ta luôn luôn chạy theo cái mơ ước của mình, cái suy tư của mình. Đời cũng như là mơ, mà con người đến chết cũng còn mơ, chưa đổ nghè mà đã đe thành tổng. Thực ra chúng ta chưa đổ, chúng ta chưa đạt, chúng ta đã suy nghĩ tới một cái viễn vông hết sức là xa xôi, mình sẽ được làm ông này bà nọ. Thì đó chính là chúng ta đã quên giây phút hiện tại. Chúng ta chưa có bước qua vòng thi cử thứ nhất, thứ hai, tới thứ ba, thứ tư thì chúng ta mới ra ông nghè, ông tổng, hoặc là năm bà, ông cả bà cả được. Chúng ta chưa có qua một vòng mà chúng ta đang còn, chúng ta đã mơ một khung trời viễn mộng cho chúng ta, một khung trời viễn mộng. Khi chưa đi đến thì hận muôn ngàn, đến rồi thì không gì cả, chỉ thấy mây trời cùng với nước non, lâu sơn yên tỏ triết giang triều, vì đáo sinh bình hạnh mục tiêu rất hoàng lai vô biên sự, lâu sơn yên tỏ triết giang triều. Khi chưa đi đến thì hận muôn ngàn, đến rồi thì cũng mây trời với nước non thôi, thì ước mong cũng vậy, cũng sẽ bình thường. Nó tới đó rồi chúng ta cũng coi như là tình thôi xót xa, coi như rồi chúng ta thấy nó cũng vỡ mộng mong ước luôn. Dẫu cho nó đến rồi thì ngay cái đó chúng ta đi mãi, nó không bao giờ biết rớt cái bạch xuống, không thấy mình đâu hết trơn, mà hiện tại mình không có cái gì hết trơn, mà mình mơ cái như thế này, ước vọng như thế kia, cho nên con người mất đi, đánh mất đi phút giây hiện tại, quên đi những gì mình đang có, những gì mình được, mình có đây, và quên đi cái phương hướng định của mình. Mà trong kinh Đức Phật cũng nói, cái người phải có một phương hướng, phải có một cái định hướng, phải có một cái phương hướng định đặt rõ ràng của mình, cái vị trí của mình và cái thiết tha ná của mình, cái ý nguyện, ý chí, cái nguyện vọng của mình như thế nào, nó không rõ ràng, chúng ta kẹt ngay. Mà như vậy thì chúng ta không có giây phút hiện tại. Có một số vị khi mà tu, người ta cũng thành tựu được điều này, thành tựu được cái điều kia, người ta cảm thấy rất là vui, người ta cảm thấy rất là mừng. Hay quả nhất là những vị mà như là bán thế xuất gia, vô thấy người ta chào, người ta xá, người ta lễ, người ta lại đứng mình đó, ông vô và cả sư như thế này, nói chú vị nghe như thế kia, là cái tánh quen như vậy. Chúng tôi gặp mấy cái nổ, chúng tôi cười, chúng tôi bớt xuống. Sao sư nói vậy? Biết mà nói sư, cái lời nói của sư nó quá lớn, nó quá cao. Xuống, cái lời nói mình nhẹ nhàng xuống chút xíu. Hàng đại sư phụ người ta còn chưa dám, người ta chưa dám xua, người ta chưa dám đuổi, người ta chưa dám phiền lòng một cách khủng khiếp như sư sẽ nói một cách ghê quá. Thì chúng ta nói chung việc nghe như vậy nó không, nghe càng quên đi phút giây hiện tại. Nếu như chúng ta không càng chấp ngã nhiều thì chúng ta không phải hướng tâm vào cái sự tu tập, và chúng ta không biết vị trí việc làm chúng ta ra sao. Nếu như nói theo đời, còn nói như theo cái sự tu tập thì chúng ta ước vọng, mà Phật dạy quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ là đoạn tận, tương lai là chưa đến, chỉ có hiện tại nên là đừng có ước vọng quá khứ, đừng ước vọng tương lai. Đó chính là cái gì? Chạy theo cái ngã chấp của chính mình, mới nghĩ tưởng về cái ngã ở trong quá khứ, nghĩ ước vọng cái ngã ở trong tương lai sẽ được như thế này thế nào, thì chúng ta sẽ đau khổ vô cùng, và chúng ta sẽ không được một cái gọi là cái chân an lạc, gọi là thiết thực hiện thiền trong giây phút mà chúng ta đang có, đang hiểu, đang biết. Ai hiểu biết được cái giây phút, ai biết được cái giá trị của chính mình, cái chỗ đứng của mình, cái vị trí của mình, cái sự tu tập của mình ở đây và ngay lúc này, thì người đó
đã xem như đã tốt đẹp trong cái cuộc tu tập này, thì câu C cũng có ý nghĩa như cái câu hỏi, và D là cả ba câu trên chúng tôi cũng xin đáp án là câu D, là câu trả lời của chúng tôi. Và chúng tôi thấy quý vị đa số là trả lời D, Châu Danh là D, Minh Thiện là D, Tự Nhiên là D, Quang Nguyệt là D, Huệ Ngọc là D, Trường Mẫn là D, Diệu Giác là D, Trường Đạo là D, Sương Võ là D. Dạ. Dạ rồi, Diệu Phước là D, tất cả đã trả lời D. Dạ, con cũng trả lời D, con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác đã quay trở lại để kết thúc chương trình tối hôm nay, và con kính cung thỉnh kính kính lễ Ngài. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sao thưa quý vị, thưa tôi tuyệt quý, cái bạch chỉ thống đức và thưa quý Phật tử, câu trả lời thưa tôi tuyệt quý cũng đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của trường Phật học Buddha Dharma. Xin đại lễ truyền chư tôn đức, chư vị giám sư đã vào rung rỉ góp phần trong sinh hoạt hôm nay. Và xin chào tạm biệt quý Phật tử, hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Xà thủ lành thai, còn tâm như thay mặt đại chúng trong room. Chúng còn kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã ứng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống, vừa hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, tết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sotihon tu nirun darang utus
Sapa